rủ ra cho mẹ anh đi. Bấn nó, bấn nó, bấn. Bấn á, đi xem Linh đâu, Linh đâu. Gọi chị Linh đi. À, ra gọi Vinh cả, Vinh cả. Ta rủ Vinh tiền lẻ sang đây chơi. Vinh tiền lẻ. Ta gọi chú Vinh tiền lẻ đi. Đâu rồi, cậu Hiếu vậy? Ô, cậu Hiếu đang ôm hàng à? Ra xem hàng của cậu Hiếu nào. Đi từ thôi mẹ.